thẳng đến Bali. Ngày 29 tháng 5, hãng hàng không Vietjet chính thức khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh Bali, kết nối thành phố lớn nhất Việt Nam và điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia. Sự kiện khai trương diễn ra tại Bali với sự tham dự của Parisky Handajani, Thứ trưởng Bộ Du lịch Indonesia, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, các đại sứ, tổng lãnh sự các nước ASEAN cùng đông đảo đại diện lãnh đạo bộ ngành, chính quyền địa phương, các đối tác, đại lý của hãng tại Indonesia. Trên chuyến bay khai trương từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bali, các đại sứ và tổng lãnh sự ASEAN tại Việt Nam cùng hành khách được chào đón với những vòng hoa và quà tặng từ hãng hàng không. Tại sân bay quốc tế Ngurah Rai, Denpasar, Bali, cũng diễn ra màn nhảy flashmob của các tiếp viên. Các khách mời tại sự kiện cũng thưởng thức tiết mục múa truyền thống Indonesia, với sự góp mặt của đoàn đại sứ và lãnh sự các nước Đông Nam Á tại Việt Nam. Sự kiện được Vietjet khẳng định không chỉ đánh dấu điểm đến mới trong lịch sử khai thác của hãng mà còn thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng giám đốc Vietjet, cho biết đây là hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Bali, giúp thúc đẩy phát triển du lịch, giao thương trong khu vực. Với đường bay thẳng, các hành khách từ Việt Nam không phải nối chuyến, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi ngược lại người dân và du khách quốc tế tại Bali có thể dễ dàng đến với thành phố Hồ Chí Minh từ đó kết nối với các điểm đến khác tại Việt Nam và khu vực. Bariski Handazani, thứ trưởng Bộ Du lịch Indonesia nhìn nhận việc khai thác đường bay thẳng sẽ tạo tiền đề để hãng tiếp tục kết nối nhiều điểm đến ở Việt Nam với các điểm đến khác ở Indonesia, trong khu vực và xa hơn nữa. Theo thứ trưởng, Việt Nam và Indonesia vốn sở hữu mối quan hệ lâu dài và có bề dày truyền thống với nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử, do đó đường bay này sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương và giúp tăng lưu lượng du lịch giữa hai nước trong thời gian tới du khách được hưởng giá vé máy bay tốt hơn, tiết kiệm thời gian đi lại và có những chuyến đi thoải mái, bà Ritsky Handazani nhấn mạnh. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bali, Indonesia khai thác với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ 2, 4, 5, 6, Chủ nhật. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 4 giờ, chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ 5 phút và đến Bali lúc 13 giờ 5 phút, chiều ngược lại cất cánh vào lúc 14 giờ 05, giờ địa phương từ Bali và tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ 5 phút. Bảo an